Thành phố rồi. Ơi chị nghe em ơi. Chị Loan còn làm không? Còn em. Dạ, chữ không chị? Được em. Dạ, dạ, chữ nè. Ok. Alo chị nghe em ơi. Chị có chi đến từ Sài Gòn không? Không em ơi. Phải vào Sài Gòn để mắc kẹt Sài Gòn không về chị Loan làm được buồn ghê. Sài Gòn chị quen chỗ nào làm được không chị? Không em ơi. Dạ. Rồi em nghe. Dạ. Ok. Mắc dịch Sài Gòn. Sài Gòn có con nào biết
ma có làm không? Ma không biết mình có làm ta. Hỏi thử. Giờ làm gió da mụn kiểu mụn da hết rồi, nhưng nặng cũng đau mụn lì. Alo. Alo, chị Loan à? Chị Loan. Dạ, em ở bên xem nhà tới kia. Chị ơi. Ừ. Dạ, chó của chị mới yêu lên đây. Bây giờ em chỉ cho chị một lượt được như em. Cái máy em xong thì tụi em chỉ cho chị tiếp ạ. Rồi thì khi nào xong rồi ship luôn được em. Dạ. Khi nào xong rồi ship luôn một thẻ luôn được. Bây giờ em cũng chỉnh xuống cho chị đi nhé. Ừ. Chơi mà nghe điện thoại xong cũng phế giờ công bấm nãy giờ mấy cục nữa, cái clip này như mấy cục điện thoại nè. Bên nó được cái vừa hay là thank you.
xíu nè. Hồi nào chị nghe em ơi. Chị hôm nay chị có làm đó không? Có em ơi. Dạ, xíu qua chị. Ok ok. Chờ chị đi.